Đó, ha, ok nha, cái tạo không? Cái tạo áp lực cho nó các bạn. Nó sẽ bắn rất là mạnh. Hello nha, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tập này mình sẽ thay đổi không khí bạn review. Thì mình sẽ giới thiệu với bạn một món đồ chơi. Tức là nếu các bạn nào mà hay đi bơi á, ở những đồ bơi á, sẽ thấy những cái món đồ chơi rất là nhiều nha. Thì đó mình muốn giới thiệu với bạn, đó chính là món đồ chơi súng nước. Đây, thấy không? Cái súng nước kiểu nhỏ nhỏ vậy bạn, dành cho trẻ em nhỏ không, và súng nước dành cho người lớn nè, nó là to mà nha. Đó, mình sẽ review hai món này cho bạn xem nha, súng nước nha. Mình sẽ khui rồi mình sẽ dùng thử bạn xem luôn. Ok, mời cả nhà mình cùng với mình review món này nha, súng nước nha. Ok cả nhà, đây là cảnh cái món đồ chơi súng nước nè bạn, một loại nhỏ loại lớn này nha. Thấy không, khá to vậy nha. Loại nhỏ này thì khoảng cỡ tầm 20 mấy, khoảng 25 này, những cái 25, còn cái loại dài lớn này khoảng tầm cỡ 4 mấy, khoảng gấp đôi các bạn nha. Các bạn xem nè, đó không? Nó gấp đôi các bạn nha. Nè. Gấp đôi cái hàng lớn, hàng nhỏ gấp đôi hàng lớn. Đây. Đó. Thấy không? Gấp đôi á. Ok, bây giờ mình sẽ mở bạn nha. Đây. Đây là loại nhỏ các bạn. Mà thử nha. Đây, bị lông này gỡ ra thôi. Mở cái nào. Đó, rất là đẹp hen. Rất là nhẹ, rất là được chơi các bạn. Rồi, cái loại lớn này cũng gỡ luôn. Lớn này phải mở bằng cái ở trên đây rồi. Này, xem mở bạn xem. Đây, chúng ta đã có hai món đồ chơi. Lát mình bỏ vô hồ nước mình sẽ thử. Hay chắc bơm nước đây nè bạn, chắc bơm nước đây nè. Bơm nước vô đây xong rồi bắt đầu mới gì đó. Bỏ lại, sau đó mình mới xịt. Mà thấy không? Hay chốt không? Nó gỡ chốt ra nha. Ok nha. Đây, mình sẽ bơm nước cho nó nha. Đấy các bạn. Thì cái đối bằng này thì mình sẽ bơm được hai cách. Mình các bạn có thể mở nè, bạn mở nước nè. Đó, các bạn cho đây ha. Đó, để ép lại. Rồi. Đó, sau đó thử tập bắn thử nha. Đó, ha, ok nha. Ok các bạn, và đối với cái ống súng nước nữa thì cũng tương tự luôn nha. Đây, mình sẽ có cái này bạn để mình đựng nước nè. Các bạn có thể mở ra ha. Rồi mình cho vô đây. Mở nè. Thôi đây. Ha. Đây, xong rồi thì mình đã gắn lại. Đó. Gắn lại thấy không? Ha, tương tự kia thôi. Rồi sau đó bắt đầu mình bắn thôi. Này, bắn thì các bạn tạo được bằng cách này. Các bạn kéo đi nha, chứ các bạn không có kéo ra yếu xìu thôi không nè, phải tạo. Đó, phải tạo áp lực cho nó các bạn. Nó sẽ bắn rất là mạnh. Đó, rất là mạnh ha. Tiếp tục mình sẽ kéo nữa, sẽ bắn tiếp. Đó, rất là mạnh ha. Kéo nữa. Bắn. Đó, ha. Ok. Đây mình sẽ test thử cái đồ bắn xa nó như thế nào nha. Đó. Ok nha. Bây giờ mình test cho nhà xem cái súng nước này thử bắn xa cái này nha. À, từ đây đó là khoảng tầm 2m hơn các bạn. Gần 2m rưỡi thì bạn bắn thử nha. Đó, thì súng nước này nhỏ thì sẽ bắn tầm còn khoảng cỡ 1m rưỡi 2m mình nha. Không có nhiều. Đó, thấy không? Thấy không? Không tới nhiều. Cho mình đó giờ tôi thử các bạn cái súng nước lớn nha. Đây. Các bạn kéo nha. Thì bắn rất xa các bạn. Đây bắn thử các bạn xem nè. Thấy không? Cái này 4m luôn các bạn, rất là xa phải không? Đó, rất là xa luôn, ghê chưa? Bắn lần đầu tiên mạnh nhất thôi mà sao yếu dần rồi. Đó các bạn, thấy không? Đó, rất là xa các bạn không? Đây nha các bạn xem cái tia nè. Đó, ghê chưa? Đó, tia rất mạnh nha. Rất mạnh luôn các bạn nha. Đó. Rất xa ha. Đó, cái này bắn hồ bơi bắn gì rất là vui các bạn. Này tới bình này tới gần 500ml nước á, rất là nhiều các bạn nha, bắn thoải mái luôn. Cái này bắn vui các bạn nha. Này nó không có lực áp nên bắn vui hơn, này thích chơi nè. Bắn xuống nước bình thường các bạn nha. Đó. Ok nha. Đó,
giờ cho các bạn xem hai dòng súng, súng kiểu gì nó chơi với cả súng những người lớn chơi như thế nào nha. Ok nha, thì mình đã review xong các bạn xem hai cái món bún súng nước rồi nha. Này rất là ok nha. Còn cây á thì bắn dạng nhìn đích bạn nên không cần lực, các bạn chỉ cần bơm nước rồi các bạn bắn ha, đó nó đơn giản. Đó, bơm này nước bắn thôi, cái này có được khoảng cỡ 120 lít nước bắn. Còn loại này thì dùng người lớn cũng rất là to, mà tới gần nó khoảng cỡ 500 đó, nằm đó mà 500 lít nước bắn nhiều hơn nha. Đó, cái này nó dùng nó có áp lực, bạn nên dùng cái này để tạo áp lực cho nó nha, bắn rất là xa, từ gần 4m mà nha. Này giá được khoảng 2m thôi. Đó. Thì mình đích ngay người lớn nha, cái nào cũng hay bạn. Cái này mình vô hồ bơi bắn rất là vui nha. Đó. Nếu bạn nào mà có nít muốn chơi thì mua cái bé loại này, còn mình mua loại này. Đó. Nít chơi nha, rất là vui nha. Giá cũng rẻ không mắc mà nha. Mình nào quan tâm thì cứ vào Shopee mình sẽ để dưới nha. Rất là vui ha. Mùa hè này tới mình tắm hồ bơi có này là rất là vui.